Thầy chào các em học sinh lớp 5. Bây giờ hướng dẫn các em cái bài tiết 3 về phép nhân số thập phân. Cái bài này là cái tiết thứ ba, cái tiết cuối cùng của cái phép nhân này, cho nên là nó sẽ là ôn tập lại tổng hợp của ba hai cái tiết đầu. Thì trường hợp thứ nhất là nhân một số thập phân với một số thập phân, đúng không? Thì em có nhân bình thường với số tự nhiên, và cuối cùng sau dấu phẩy em đếm 1 2, đếm cả hai thừa số, phần thập phân của hai thừa số, thì sẽ 1 2 sau dấu phẩy sẽ phải có 2, hiểu à? Cái trường hợp thứ hai là nhân một số thập phân với một số tự nhiên, em cũng nhân bình thường như số tự nhiên. Bước cuối cùng em đếm thì giá của phần thập phân của số số thập phân của mấy số, một số, hai số, đánh dấu phẩy như vậy. Vậy cái này nó có hai số, số 5 mà và số 1 thì em cũng đánh nó sẽ có hai số là sau dấu phẩy. Yeah. Cái này thì nhân số thập phân với số thập phân cũng vậy. Đếm phần thập phân của cả hai thừa số xem có bao nhiêu số thì dùng dấu phẩy tách và tích ra bấy nhiêu số, 1 2 3. Vậy nó phải là có 1 2 3, 1 2 3 em phải nhớ phải đây. Này cái quả cuối cùng phải có nhân nhân bình thường nhé. Đấy, thế là xong bài tập số 1. Bây giờ là bài 2. Bài 2 trang 72 nha. Điền dấu thì lớn nhỏ lớn nó bé nó bằng, chúng ta phải so sánh đúng không? Ở đây 6,3 nhân 3,7, đây 3,7 nhân 6,3. Đổi chỗ các thừa số đổi chỗ cho nhau. Kết quả không đổi, nó bằng đúng không? Cái này là 4,6 nhân 3,5 nhân 2. À cũng vậy. Này, các thừa số giống y chang nhau, nghe cho nên là nó không thay đổi, kết quả nó bằng. Cái này 1,5 nhân 5 đúng rồi, cũng vậy, đổi chỗ cho nhau nghe, kết quả sẽ là dấu bằng. Dễ quá đúng không nhỉ? Đó là xong rồi nha. Sang B. B bài 2 ta bảo tính bằng cách thuận tiện nhất. Tính bằng cách thuận tiện nhất thì các em sẽ, cái này em sẽ tách cho thầy giáo nha. Bình thường sẽ làm ngoặc trước nhưng mà mình sẽ đảo lại một tí vì áp dụng cái bài ở trên bài 2 này. À, bài 2A ta sẽ làm này. Ta sẽ lấy thầy giáo trong ngoặc sẽ là 4 nhân với lại 2,5. Đấy, xong được bao nhiêu em nhân với 6,7. Cái này sẽ ra tròn số đúng nha. Đấy, nó sẽ ra 10. Nó sẽ ra 10. Đấy, 10 mà nhân với lại 6,7 này thì nó bằng 6,7 luôn, đúng không? Đấy. Bên này thì em sẽ lấy cái này nhân với 8 rồi ra. Trong ngoặc sẽ là bằng 1,025 0,125 em nhân với 8 được bao nhiêu em nhân với 4,3. Đấy. Em tính chỗ này ha, sẽ ra ra số tròn này. Em nhân với lại 4,3 rồi ra kết quả. Đấy. Cách làm vậy là cách tính thuận tiện nhất. Bây giờ mình sang bài 3. Bài 3 đầu bài họ cho như sau này: biết rằng phơi 1 kg quả hồng tươi thì được 0,165 g quả hồng khô. Hỏi chú Dũng phơi 60 kg quả hồng tươi thì được bao nhiêu kg quả hồng khô? Vậy thì em sẽ lấy, muốn biết là 60 kg quả hồng tươi này thì được bao nhiêu kg quả hồng khô thì em sẽ lấy 60 em nhân với lại 0,165 thôi. Nhà em trả lời là 60 kg. Hay là chú Dũng thu được số kg hồng tự khô là chú, đúng không? Chú thu được số kg hồng khô là một kg thì được là 0,16, 0,165, mà chú này chú ấy làm là 60 kg hồng tươi đúng không? Đấy, em lấy nhân vào ra kết quả kg nha. Em biết đáp số là kg này, thế là xong. Xong bài 3 em tự nhân nhé. Cô Hòa mua, bài 4 là cô Hòa mua là 4 kg cải bắp thì hết 36.000. Cô Bình mua 150.000 đồng, cô mua là 22,5 gram cải bắp cùng loại đó. Hỏi cô Bình còn có còn đủ tiền để mua 1 kg thịt lợn giá 130.000 đồng hay không? À, vậy thì các bạn thấy này. Bây giờ là cô Hòa thì mua là có hai cô mua đúng không? Cô Hòa và cô Bình. Cô Hòa thì mua 4 kg cải bắp, đấy là hết 36.000. Cải bắp đúng không? Bây giờ xem là cải bắp của 1 kg là giá bao nhiêu đúng không? Đấy, bài toán cho biết gì? Bài toán cho biết là 4 kg cải bắp thì 36.000. Thì cô Bình lại có 150.000 nhưng mà mua hai thứ. Thứ nhất là mua 2,5 kg cải bắp đã. Đấy. Còn số tiền còn lại thì để mua 1 kg thịt lợn nhưng mà giá là 130.000 đồng. Vậy thì thử kiểm tra xem là cô Bình có 150.000 đồng này mua cải bắp rồi
thì có còn đủ mua 1 kg thịt lợn giá 130.000 đồng không, đúng không nhỉ? Thì đầu tiên mình phải đi tính xem là bước 1 là ghi nhé, bước 1 sẽ tính xem là 1 kg cải bắp giá bao nhiêu, đúng không? 1 kg cải bắp đúng không, giá bao nhiêu, đúng không? Thì em sẽ tính này, em sẽ lấy là tổng số tiền là 36.000 đúng không, em chia cho 4 kg thì ra 9.000, 9.000 đồng là 1 kg cải bắp, được ra 9.000 đồng nha. Đấy, vậy thì số tiền cô Bình mua cải bắp là bao nhiêu? Vì cô có cải bắp, cô Bình cũng mua cái cửa hàng này cũng giá là 9.000 một cân đúng không? Vậy thì em sẽ tính được là bước 2 sẽ tính được cái số tiền mà cô Bình phải trả 2,5 kg cải bắp. Vậy thì 2,5 kg cải bắp đúng không, có giá là 1 kg 9.000, mà cô này cô mua 2,5 kg đúng không, em nhân lên sẽ là 29 là 18 với 8 à, 5945 thì là cái lỗi 5945 với 5 nhớ 4 29 18 18 với lại nhớ 4 là 22, thêm 1 2 3 số 0 nữa, 1 2 3 số 0 vào nhưng mà phải đánh dấu phẩy 1 vào đây đúng nha. À, như vậy là cô mất là 22.500 đúng không, 22.500 đồng được chưa, 22.500 đồng đấy. Mà cô có 150.000, cô có 150.000 đúng không? Vậy thì số tiền còn lại khi mà mua cải bắp là bước 3. Bước 3 là em tìm là số tiền còn lại mua cải bắp là sau khi mua cải bắp ấy nha. Sau khi mua cải bắp là cải là em lấy 150.000 được chưa? Em trừ đi cái 22.500. Đấy, thì nó sẽ ra được số tiền còn lại của cô ấy. Em trừ thôi, được nha. Đây. 150.000 trừ đi 22.500 đồng. 500 đồng. Đấy. 0 0 10 chứ 5 còn 5, trả 1 đây là 3, 10 chứ 3 còn 7. Trả 1 sang đây là 3 5 15 mà trừ đi 5 mà trừ đi 3 thì còn 2 đúng không? Đấy, 127.500 đồng. Mà ở đây 1 kg thịt là 130.000 đồng. Vậy thì còn lại là 127.500 đúng không? 127.500 đồng. Vậy thì cô này có đủ tiền không em? Hỏi cô Bình có còn đủ tiền để mua 1 kg lợn được không? Không đủ đúng không? Còn thiếu. Thiếu 130 mà, đúng không nhỉ? Vậy thì trả lời là vì là bước 4, bước 4 em so sánh đúng không? Em so sánh 127 đúng không? So sánh 127.500. Nó nhỏ hơn với 130.000 đúng không? Đấy, cho nên là cô không đủ, trả lời là cô sao? Không đủ tiền đúng không? Nếu mà đủ phải bù thêm hoặc nợ đúng không? Vậy là cô không đủ, cô không đủ mua thịt. Thế thôi, là xong. Đấy, cách làm này như vậy nha.